Mua Bán Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh Mua Bán Xe Cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn có thể tham khảo về một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy 2.7V, sản xuất là năm 2015, 1 cầu. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da là màu kem, làm bánh quãng đường 89.000 km. Hiện đang có mặt tại Dương Vĩnh Auto, địa chỉ đơn vị là số 16, 18 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết cho khách hàng những hạng mục của chiếc xe trên văn bản, lo xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Với chiếc Fortuner 2015 này thì là một chủ mua từ mới, lăn bánh di chuyển của chiếc xe thì khá là ít. Chủ xe vừa mới thay một dàn lốp mới nguyên. Đấy, anh chị bạn có thể thấy qua những cái đường nét chi tiết em quay qua cho anh chị và các bạn có thể tham khảo, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm. Và để đảm bảo an tâm hơn nữa thì anh chị và các bạn có thể mua xe mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng, mình check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Về tổng quát của chiếc xe thì với những tính năng cơ bản của chiếc xe thôi, nó cũng không có quá nhiều option. Nó thiên về cái khả năng vận hành, di chuyển của chiếc xe thì nó đánh bại các đối thủ trong cùng phân khúc. Tính năng an toàn thì nó có vẫn trang bị cho anh chị và các bạn như hệ thống cảm biến, cam đùi. Đây là những phần nốp sơ cua và cái gầm của chiếc xe, nó vẫn giữ được độ đẹp. Hệ ghế ngồi của chiếc xe thì vẫn giữ được độ hoàn hảo. Với hàng ghế thứ hai thì nó sẽ, hàng ghế thứ ba cũng được trang bị là tựa đầu. Với những cái tựa đầu này thì nó sẽ giúp anh chị và các bạn di chuyển đường dài sẽ không bị mỏi cổ, mỏi vai gáy. Đây là những cái chi tiết là về phần keo chỉ, đinh tán của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, rồi là những cái phần không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là hẹp khi mà mình không gập hàng ghế thứ ba xuống. Khi mà anh chị và các bạn mà di chuyển, mình cần gập hàng ghế mà để chứa đồ thì mình cần có thể gập hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ hai xuống. Với hàng ghế thứ ba thì mình có thể kéo ngang sang hai bên hoặc là gập như này. Đấy, cửa gió điều hòa thì nó nằm ở trên nóc trần anh chị ạ. Keo chỉ, đinh tán của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị và các bạn nó vẫn còn nguyên, không hề có hiện tượng bị đâm va ở phần đuôi hay là phần thân xe. Sơn si thì cũng có chỗ phải sơn tỉa lại rồi. Đấy là những cái không thể tránh được. Đây là những phần táp ly cánh cửa của chiếc xe, cũng như chi tiết bọc da, rồi là những phần ốp nhựa bóng hay chỗ để ly cốc được thiết kế rất là thực dụng, dễ vận hành và dễ sử dụng. Ghế ngồi của chiếc xe thì nó vẫn là nguyên bản theo xe anh chị nhé. Ghế ngồi với những phần tựa đầu, bệ tì tay hay là những phần cửa gió trên nóc trần, thảm chè san hay là dán kính, bác chủ đã nâng cấp đầy đủ hết rồi. Anh chị và các bạn mua về sẽ không phải trang bị thêm gì nữa. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cùng nhìn qua từ những phần cánh cửa đi vào để anh chị và các bạn có thể cảm nhận qua về cái độ hao mòn từ những cái phím bấm chức năng đến những cái phần táp ly. Hay là khu vực bên trong thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như là hệ thống phím điều chỉnh gương, rồi là gập gương. Ở ghế ngồi thì nó vẫn được trang bị chỉnh điện đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Bậc lên xuống thì có trang bị bậc cứng. Đấy, những cái phần cột kèo hay là chất lượng ghế ngồi, ghế lái, ghế phụ mình có thể là cảm nhận qua sau thời gian sử dụng khoảng 9 năm sử dụng. Có những cái chi tiết là nó cũng đã có hao mòn theo thời gian. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có bọc da, ốp gỗ. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin. Hơi đáng tiếc ở những cái đời này thì nó sẽ không được trang bị cho anh chị và các bạn màn hình giải trí. Cái này thì mình nâng cấp thì cũng dễ thôi. Tất cả các chi tiết của chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn nó đều còn trong tình trạng là nguyên bản, không có độ đẽo từ bóng đèn đến những phần trung tâm của chiếc xe. Máy móc của chiếc xe thì nó sẽ sử dụng khối động cơ máy 2.7, máy xăng dẫn động cầu sau, giúp cho anh chị và các bạn có thể di chuyển một cách dễ dàng ở các cung đường như là công trình hay là đường trường, mang lại cảm giác khi tăng tốc vượt xe nó sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và cái mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại em đang có hỗ trợ cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ khoảng dưới 470 triệu thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Anh chị và các bạn xem qua mà cần xem chi tiết cụ thể những phần nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.